Rồi, hello tất cả các anh em nha. Rồi, hôm nay chạm xe lướt thi mô tô Thủ Đức giới thiệu cho mọi người một cặp Honda Rebel 300 ABS nha. Biển số Sài Gòn, giá là 92.800.000. Đăng ký 2019. À, một cặp này tương đồng tương xứng với nhau luôn. À, chỉ có khác màu sắc thôi. Đây là một em đem bóng nè. Có vài option đồ chơi cơ bản chống đổ à, chống khung khung, ốp carbon ha. Còn bên kia là màu bạc, màu xám bạc gì đó mọi người, hay màu vàng cát vậy đó, màu đó nó cứ nổi nổi em cũng chưa hình dung được nó màu gì luôn. Rồi rồi thì bây giờ em sẽ review nhanh luôn chi tiết cho mọi người xem luôn nha. Rồi đi, là mẫu đầu tiên là mẫu Honda Rebel 300 biển số Sài Gòn nha, 27405 98, nút 50 anh em sang tên rút gốc ủy quyền đều ok hết nha. Giá là 92.800.000, đăng ký 2019. Rồi mình sẽ đi sơ lược xem mẫu xe này đang có những gì nha. Cơ bản thì rất là đẹp luôn đó, một mẫu Rebel giờ anh em rất ưa chuộng mà hình như là hết sản xuất rồi mọi người. Bây giờ là Honda tập trung phát triển 500 đó, tại vì ngoại hình 300 500 gần là tương đồng với nhau nha. Đây ốc tán thì sáng trưng à, ken xà beng hết nha đó, dĩa thẳng nè đó, ốc tán còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi, quá đã luôn á, ốc cốt mà sáng trưng này mọi người, ti phuộc rất là đẹp. Đó, xe màu đen bóng nha, bản đen bóng, đăng ký 2019. Đây, có nguyên bộ chống đổ khung cực kỳ chắc chắn luôn đó, bảo vệ cái xe và giúp cái xe sẽ to hơn đó, hoành tráng hơn chút xíu. Khối động cơ 300cc quá đẹp luôn. Ốc tán của nó nè, màu còn cực kỳ đẹp. Đó. Quá đẹp, quá đã luôn. Anh em sử dụng cho những anh em nào mà thấp thấp con hay là thích những cái chơi hệ lát xít á, thì chơi những mẫu này rất là ok nha. Tại vì bi cũng ngầu, tại vì cũng up đồ chơi nhiều quá. Option đồ chơi của dòng xe này anh em nhập về rất là nhiều. Trang trí một cái xe ra nhìn rất là khác bọt nha. Còn phần đuôi sao thì Vinh ơi, không có gì. Biển số Sài Gòn 8 nút nè, ốc tán dĩa thẳng nè, ốc tán còn cực kỳ đẹp luôn. Bô Vinh luôn. Vỏ gai rồi còn gây gió nó còn gì quá trời luôn rồi. Xe này ô đô cũng thấp nè. Đó. Gai bánh rồi còn vậy cui à. Anh em tha hồ đi khỏi lăn tăn, khỏi suy nghĩ về vấn đề vỏ lớp nha. Tem thông số còn đầy đủ luôn. Đó. Xe bóng lửa luôn. Sơn nhìn thấy em trống luôn kìa. Rồi. Nhìn áo soi gương được luôn mà. Ốp bình xăng carbon của Zimax gì đây à, bảo vệ chống chảy xước phần chỗ đó mình hay ngồi mình tựa lên ấy. Ngoài ra anh em nào có giao lưu, có nhu cầu giao lưu trao đổi gì đó thì cứ alo trực tiếp giùm em ha. Mà tốt nhất là mang xe trực tiếp đến cửa hàng để anh em mình có thể xem xe và cho một cái giá chính xác hơn. Chứ còn tụi em không thể nào báo giá qua điện thoại được khi mà chưa xem xe. Rồi hỗ trợ ship cho anh em ở xa luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì tụi em hỗ trợ hết nha, phục vụ anh em hết mình luôn. Rồi để em nổ máy cho mọi người nghe nha, tiếng bô Vin nổ cũng khá là hiền, mọi nghe cũng lực nha mọi người. Không, quá trời lực luôn á. Đó. Đó, đã luôn. Rất là ngầu. Đó. Rồi, mẫu Honda Rebel 300 biển số Sài Gòn. Đó, 8 nút, giá là 92.800.000, đăng ký 2019. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em nha.
Rồi thì bây giờ em sẽ bước qua mẫu thứ hai nha. Đó, để cho mọi người xem luôn. Rồi tiếp tục đến mẫu thứ hai nha. À, cũng là mẫu Honda Rebel 300. Biển số nhìn rất là ok nha anh em. 9669 luôn nha anh em. Đó, đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui, ngược tới ngược. Rồi giá là 92.800.000 đăng ký 2019. Đây. Màu màu xám hay là màu vàng cát vậy đó mọi người. Đó. Rồi thì xe này là coi như là chuẩn form luôn, chuẩn dáng luôn, không có ngoại hình thiết kế thay đổi hay là option gì hết nha anh em. Nên là anh sẽ lướt qua nhanh thôi. Đó. Đây. Ti phuộc quá đẹp. Ha. To tròn. Đó, ốc tán thì sáng trưng nè, keng xà beng luôn. Đó, dĩa thẳng nè. Vỏ lớp dày cui à. Đinh lớp zin luôn. Đó, dán thì mấy miếng phản quang nữa. Đó, chi tiết cực kỳ đẹp luôn, như xe thùng. Quá đã. Đó, anh em tiết kiệm chi phí. Vừa có xe chơi vừa có tiền để túi. Quá trời xuất sắc luôn, đẹp cực kỳ đẹp nha anh em. Màu này là màu xám vàng cát cát gì đó, em cũng chưa nhìn ra rõ lắm. Tới tối thì ra màu xám, cái lên đèn nó ra màu vàng đó. Bô zin nè, gác chân còn đẹp nè, đó, nghe tách tách luôn nè, rất là ít xài nên nó phải kêu được tiếng giòn như vậy. Ốc tán thì cực kỳ đẹp nè. Anh em nào có nhu cầu giao lưu trao đổi nè thì alo cho em nè. Đó, tuyệt vời luôn. Dĩa thẳng. Biển số Sài Gòn 19669. Wow. Số gánh gánh đảo mà cặp số nó cũng theo đạo lý tư thế 69. Tuyệt vời ông mặt trời. À, em nói vui mọi người ha. À, trước giờ em không biết nói gì nên nói xàm xàm ba láp vậy, cái gì anh em nghe vui vẻ thôi nha. Rồi, ốc tán sáng trưng nha mọi người. Hôm xe thì tụi em đã vệ sinh trong ngoài cực kỳ đẹp rồi. Anh em về là cứ đổ xăng vô mà đi thôi. Nhớt nhau tụi em cũng có tặng theo, nón tụi em có, anh em chỉ cần đặt ráp tới thôi. Không cần mang bất cứ thứ gì đi theo hết đó. Mang tiền tới là được. Lấy xe là có nón chạy về luôn. Có nhớt bơm vô luôn. À quên, còn thêm chi phí tiền đổ xăng nữa nha. Đây. Xe quá đẹp rồi, em cũng không biết tả gì cho mọi người nha. Đó, quay chi tiết cho mọi người xem là quá ok luôn rồi đó. Quá nhạy nổ. Honda Rebel 300. À, màu vàng cát nha mọi người. Cứ cho là màu vàng cát đi cho nó dễ. Đó, quá đẹp luôn, keng xà beng luôn. Đấy, Honda Rebel 300 biển số Sài Gòn 19669, biển số khá là dễ nhớ dễ nhìn nha. Giá là 92.800.000 đăng ký 2019. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe để anh em tham khảo ha. Anh em có thể truy cập lên website thimotothudức.vn để tham khảo thêm những dòng xe nha. Rất rất là nhiều luôn, hơn 100 mẫu xe. Từ Lexus cho tới hiện đại cho tới Sport hay gì đó là đầy đủ có hết nha anh em. Đó, Rebel nè. GZ nè, mấy xe nhỏ em cũng có luôn. Là do này xe này là cặp xe này là khách đổi xe bên em nha. ZX nè, BMW nè. Đó, đầy đủ đầy đủ. Anh em cứ chờ truy cập website thì mô tô Thủ Đức để tham khảo thêm nha. Rồi, cảm ơn anh em. Bye bye anh em nha. Giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh,
xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là chạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha, để sao để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này người kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra một triệu mấy hai triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát. Thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm. Tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây. Cái tiệm của em đây. Đó. Tìm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lướt. Đó. À em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha, chị xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. À. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu
thì mình tiếc gì 2-3 ngày mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin, nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon, với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem, một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua, thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.